trong tổng số du khách đến với Phú Quốc trong 2 tháng đầu năm thì số khách quốc tế là hơn 280.000 khách cao hơn nhiều so với lượng khách nội địa và nếu so với cùng kỳ năm ngoái số khách quốc tế đã tăng hơn 170% doanh thu ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng để tiếp tục thu hút du khách và đặc biệt là khách quốc tế, ngành chức năng huyện đảo Phú Quốc đã tăng cường công tác an ninh trật tự tại những điểm du lịch tập trung đông người, qua đó quản lý, kiểm tra và kiểm soát chặt các dịch vụ du lịch, cơ sở ăn uống, lưu trú để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi chèo kéo, chặt chém, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch Phú Quốc. Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án vui chơi giải trí, khách sạn cao cấp, sản phẩm du lịch mới để sớm đưa vào khai thác phục vụ du khách.